Con số khảo sát mới nhất trong năm nay từ Nielsen IQ cho thấy thì có gần một nửa người tiêu dùng cho biết là họ đã sử dụng túi riêng, các loại túi tái chế như thế này. Cũng có gần một nửa người tiêu dùng cho biết là họ chỉ mua đồ khi cần thiết, tránh lãng phí và có ý thức phân loại rác, tiết kiệm điện. Tuy nhiên, việc hình thành thói quen và sử dụng các sản phẩm xanh thân thiện với môi trường như thế này còn gặp khá là nhiều thách thức khi mà chi phí và giá thành sản xuất còn khá cao, cũng như là sự đa dạng và phổ biến các chủng loại trên thị trường còn khá là hạn chế. Chia sẻ từ nhiều doanh nghiệp, hiện trung bình mức giá thành phẩm các nguyên liệu thân thiện với môi trường chênh lệch tới 30% so với bao bì thông thường. Khảo sát mới nhất từ Canta Việt Nam, có hơn 60% người tiêu dùng chia sẻ họ không tìm thấy nhiều sản phẩm xanh ở những nơi họ đang mua sắm. Ví dụ như là sử dụng túi gì ta, túi xanh gì đó thì hay quên. Mà đến đây nếu mà muốn xài cái túi xanh đó là phải mua cái túi xanh đó. Thì mình thôi để mình xài bọc ni lông luôn. Tôi rất là mong muốn có thể tái chế những cái sản phẩm mình đã sử dụng như là chai nhựa, nhưng mà chưa có biết cách thức để làm như thế nào. Đối với người tiêu dùng như tôi thì sẽ có cái phần để thay đổi cái hành vi, thói quen tiêu dùng. Thì đó mới là cái sẽ mất thời gian để mà thay đổi. Nếu các doanh nghiệp, hệ thống bán lẻ có những cải tiến về sản phẩm, dịch vụ thân thiện hơn về môi trường, thì người tiêu dùng cũng sẽ sẵn sàng thay đổi lựa chọn, thay đổi hành vi tiêu dùng. Đây là tác động hai chiều. Trong một khảo sát từ Nielsen Việt Nam cho thấy thì số lượng các thương hiệu có cam kết xanh và sạch có mức tăng trưởng khoảng 4% mỗi năm. Tuy con số này chưa cao nhưng mang nhiều ý nghĩa tích cực. Thay hoàn toàn túi ni lông bằng túi giấy từ cách đây 5 năm. Mới nhất là thu gom vỏ chai nhựa, chai thủy tinh qua hệ thống xử lý trực tiếp đặt ngay tại siêu thị. Chúng tôi có những chiến lược rất rõ ràng, những kế hoạch rất cụ thể trong việc triển khai chương trình tiêu dùng xanh đối với khách hàng. Chúng tôi cần sự chủ động hơn của khách hàng trong cái việc thay đổi thói quen hành vi tiêu dùng hàng ngày. Với hệ thống siêu thị ở khắp 43 tỉnh thành, doanh nghiệp này cho biết đã và đang triển khai loạt giải pháp để hỗ trợ nhà sản xuất, đơn vị cung cấp nhiều hơn các sản phẩm thân thiện với môi trường. Họ đã thay đổi những cái phương thức sản xuất cũng như là các điều kiện trang thiết bị kỹ thuật trong quá trình sản xuất. Chúng tôi có những cái chế độ chính sách hỗ trợ những cái khu vực trưng bày để làm sao quảng bá được hình ảnh của các đối tác. Mới đây, công ty này đã triển khai chuỗi hoạt động đầu tiên của chương trình chai nhựa tái sinh hành trình tiếp nối. Đây là chương trình thu gom rác thải nhựa tại các chung cư qua một ứng dụng. Doanh nghiệp kỳ vọng sẽ giảm khoảng 2.000 tấn nhựa mới tại Việt Nam mỗi năm. Chúng tôi cũng đang cố gắng hỗ trợ cùng nhà nước với trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, làm thế nào đó cho người dân hiểu được là cái việc ok là phân loại rác tại nguồn như thế nào, để thu gom chai nhựa như thế nào và để cho chai nhựa đó có thêm một cuộc đời sống mới. Thách thức lớn nhất của các doanh nghiệp hiện vẫn là nhận thức và hiểu biết của người dân, bởi khi người tiêu dùng hiểu được và chung tay thì các chương trình hành động của doanh nghiệp mới thực sự hiệu quả, có ý nghĩa. Giải pháp 3R, vòng tuần hoàn từ việc tiết giảm sử dụng rác thải nhựa, tăng cường tái sử dụng và tái chế trong sản xuất sẽ góp phần rất lớn trong hành trình chuyển đổi xanh cho nền kinh tế. Do đó, việc nâng cao ý thức của người tiêu dùng, làm thay đổi mô hình sản xuất của doanh nghiệp cùng với bàn tay vô hình hỗ trợ chính sách từ chính phủ sẽ tạo động lực cho tiêu dùng xanh. Tôi xin phép đưa một ví dụ như thế này. Ví dụ như khi một sản phẩm thực phẩm nói về việc nguồn gốc sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm thì sẽ tốt cho sức khỏe của người tiêu dùng. Những thông điệp như vậy thì sẽ rất là dễ hiểu, rất là dễ dàng nhận được sự quan tâm cũng giống như là sự ủng hộ của người tiêu dùng. Thì chúng ta có thể bắt đầu từ những việc đơn giản, cụ thể như vậy, rồi sau đó mới tới những việc mà mang tính vĩ mô và lâu dài hơn. Ngoài ra thì việc truyền thông, tuyên truyền với người tiêu dùng thì cần phải được thực hiện thường xuyên. Thực ra hiện nay thì các thành viên của Pro thì đã có rất là nhiều thành viên họ sử dụng các sản phẩm tái chế trên cơ sở là tự nguyện, vì quy định của Việt Nam mình chưa bắt buộc. Tất nhiên sẽ cần phải có lộ trình, nhưng mà lâu dài thì chúng tôi cũng khuyến nghị là nhà nước cần phải có quy định về một cái mức tỷ lệ sản phẩm tái chế nhất định trong các cái bao bì sản phẩm. Khung chính sách ở đây, cụ thể ở đây chúng tôi nghĩ là đang thiếu cái tiêu chuẩn, tiêu chí và nhất là các cái chế tài để giúp cho chúng ta thúc đẩy cái nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Thì đây cũng là một trong những cái trọng tâm mà chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững của chúng tôi là sẽ phải đẩy mạnh trong các cái năm sắp tới. Mỗi ngày mua một ly nước thì trong một năm tôi đã có thể tạo ra một lượng rác thải nhựa lớn như thế này. Và chỉ cần thay đổi thói quen nhỏ là chuyển sang dùng ly giữ nhiệt thì tôi đã có thể hạn chế một lượng rác thải nhựa lớn ra môi trường. Và mỗi người tiêu dùng chỉ cần thay đổi thói quen nhỏ cũng tạo ra tác động lớn trong hành trình tiêu dùng xanh.